Do ảnh hưởng của rìa phía bắc rãnh áp thấp nên từ ngày 29 tháng 11 cho đến ngày 30 tháng 11, ở Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to và có nơi mưa rất to và dông. Trong hơn 24 giờ qua, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế cho đến Ninh Thuận và Tây Nguyên đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa đo được là 280 cho đến hơn 350mm. Và sau đây sẽ là tổng hợp thông tin về tình hình mưa lũ và sạt lở tại các tỉnh Quảng Nam, Bình Định và Quảng Ngãi. Tại tỉnh Quảng Nam, mưa lớn từ ngày 28 tháng 11 đã làm mực nước các sông suối trên địa bàn huyện Nam Trà My lên nhanh. Tại Tắc Bỏ, trung tâm hành chính huyện Nam Trà My, mưa lớn đã khiến nước từ đầu nguồn các suối đổ về, gây sạt lở cống, xói mòn đường nghiêm trọng. Nhiều hộ dân sống xung quanh có nguy cơ bị ảnh hưởng đã được vận động sơ tán. Các điểm sạt lở cũ chưa khắc phục xong nay tiếp tục bị sạt lở với khối lượng đất đá khá lớn như tại cửa hàng xăng dầu Tắc Bỏ. Còn tại xã Trà Leng, nước sông lớn và chảy xiết đã làm mố cầu sông La bị sạt lở nghiêm trọng. Khu dân cư Bằng La có nguy cơ bị cô lập hoàn toàn. Nhiều tuyến đường đi các xã như Trà Giòn, Trà Nam, Trà Linh, mưa lớn tiếp tục gây sạt lở, nhiều tuyến đường bị ách tắc cục bộ. Tại tỉnh Bình Định, mưa suốt từ chiều ngày 28 tháng 11 đến nay, kết hợp nước từ thượng nguồn đổ về đã làm cho một số vùng thấp trũng tại các huyện Phù Cát, Tuy Phước ngập cục bộ. Tại xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước, nước lớn dâng nhanh chia cắt các tuyến giao thông nối trung tâm xã đến các thôn xóm. Tỉnh lộ 640 qua trung tâm xã Phước Thắng ngập nặng, có nơi ngập sâu hơn nửa mét. Tại tỉnh Quảng Ngãi, triều cường sóng lớn trong nhiều ngày qua đã làm cho đoạn bờ biển phía đông của thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng. Hơn 500 mét bờ biển bị sạt lở, hàng ngàn khối đất đá bị cuốn ra biển, nhiều nhà dân chỉ còn cách mép sóng khoảng 20 mét và có nguy cơ sụp đổ. Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ tham gia cùng người dân ngăn chặn triều cường, khẩn trương sử dụng các loại vật liệu tại chỗ làm kè tạm, che chắn khu dân cư, đồng thời phân công lực lượng thường trực sẵn sàng giúp người dân ứng phó với các tình huống thiên tai xảy ra.